Dạ kính bạch quý sư vui lòng cho hỏi. Con may mắn được biết đến Phật giáo Nguyên Thủy và nghe nhiều pháp thoại của sư Hạnh Tuệ nên cũng biết điều gì là đúng sai để làm và tránh. Nhưng con chỉ dừng lại như vậy thôi, còn tự cảm thấy tàm và úy của con không mạnh. Con chỉ ham thích làm việc thiện cho quả thiện, chứ nói sợ làm điều ác thì con nghĩ đến các quả báo ác, con cũng không thấy sợ lắm. Vì vậy mà con thấy mình đang nằm trong vùng nguy hiểm. Tóm lại con muốn hỏi là làm sao để tăng trưởng tàm và úy cho bản thân. Con xin chân thành cảm ơn quý sư. Lời khuyên của sư là hãy cố gắng giữ giới. Khi mà chúng ta thường xuyên suy tư về giới thì tự nhiên cái tàm úy nó sẽ tăng trưởng. Có khi là mình chưa có nghĩ nhiều về địa ngục đâu, mình chưa có sợ nhiều địa ngục đâu, tại vì mình không có nhớ cái kiếp mà mình ở dưới địa ngục, mình cũng không có thần thông đó, các thứ thì mình cũng không có ngại lắm. Nhưng mà nếu như mình có lòng muốn tăng trưởng cái tàm úy thì hãy ráng giữ giới. Khi mà mình có sự trân trọng giới, quý vị biết muốn làm thiện mà, thì nhớ nghe, cái việc mà bố thí, làm phước cúng dường, nó chỉ là cái bước một thôi. Cái bước hai là phải đi đến sự giữ giới. Cho nên nếu như quý vị muốn nói cái chuyện thiện, mình không muốn nói cái chuyện, tức là mình chỉ thích nói chuyện vui, mình không thích nói chuyện buồn á, thì cái chuyện bố thí đó là cái phước đầu tiên. Nhưng muốn đi thêm một bước nữa thì đó phải là giữ giới. Cái chuyện giữ giới nó quan trọng hơn cái chuyện bố thí. Thế cho nên là chúng ta chỉ mới có tốt nghiệp cấp 1 thì chúng ta nên... đi tiếp đến cái cấp 2 ha. Chứ còn dừng lại ở cấp 1 thì nó rất là kẹt. Đó là sự gợi ý của sư. Và xin mời Đại Đức Tuệ Tường chia sẻ thêm về vấn đề này. Thưa Đại Đức Anh Tuệ, thưa quý vị, thì đây quý vị tóm lại ha, giờ sư vô thẳng vấn đề luôn. Tóm lại con hỏi là làm sao để tăng trưởng tàm và úy cho bản thân. Làm sao để tăng trưởng đây? Thì xin thưa quý vị là trong nhiều pháp á, có nói á, cái nhân cận á, tức là cái nhân cận ở đây là sao, mà là nghĩa là hiểu là cái nguyên nhân mà để cho mình có được tàm úy á, đó là cái gì? Thì cái nhân cận mà để mình tăng trưởng cái lòng tàm á, là cái lòng mà gọi là biết hổ thẹn, thưa vị, hổ thẹn với những cái tội lỗi xấu xa, những hổ thẹn với những cái điều bất thiện. Thì mình muốn có cái nhân cận mà để mình có được, để mình tăng trưởng điều này nè, là trong biện pháp nói là mình đầu tiên á, cái điều cốt yếu nhất là mình phải biết tự trọng bản thân. Đây là sự chích ở trong chích ở trong biện pháp nha, đó, phải biết tự trọng bản thân đó. Phải biết tự trọng bản thân thì mình mới tôn trọng bản thân, thì mình mới có cái lòng tàm, thưa quý vị. Đó là hổ thẹn với cái những cái tội lỗi, những điều bất thiện. Và rồi tới úy hoặc là quý, không là gì? Là cái trạng thái là ghê sợ cái ác pháp, ghê sợ những điều xấu xa, tội lỗi bất thiện rồi. Thì làm sao để tăng trưởng đây? Thì cái nhân cận để mà phát triển được cái lòng quý này nè, tức là tôn trọng tha nhân, tức là tôn trọng mọi người đấy, việc tôn trọng mọi người, nó ngắn gọn tôn trọng mọi người đó. Đó là cái nhân đó. Và một cái còn cái điều nữa, cái điều này cực kỳ quan trọng, hai cái đó là sư trích trong vi diệu pháp để mình biết rõ hai nhân cận để phát triển hai cái tâm đó, hai trạng thái tâm mà tạm úy ha. Nhưng mà còn một điều cực kỳ quan trọng là làm sao để mình phát triển thêm, ngoài cái việc mình phát triển tăng trưởng tạm úy đó, làm sao mình để duy trì phát triển hơn cái lập tạm úy đó. Thì cái điều quan trọng nhất, thưa quý vị, là mình phát triển được bốn pháp tiến hóa này.
là cái gì? Là mình phải thân cận bậc chân nhân, thứ vị đó nghĩa là gần gũi giao du với bậc thiện trí thức, bậc đạo đức, những cái những ít nhất là cái người đó phải có niềm tin nhân quả, do nghiệp 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 quả của nghiệp, thứ vị đó. Rồi thứ hai là mình thính văn chánh chánh pháp, nghĩa là siêng học hỏi nghe nghe Phật pháp chân chánh. Và thứ ba là khéo tác ý, à, biết dùng trí tuệ suy luận nhận xét một cách khôn khéo là cái gì đúng cái gì sai, cái gì thì bất thiện đó. Và cái cuối cùng, cái thứ tư là hành tuệ tự pháp, tức là kiên trì thực hành pháp, à, hành chánh pháp đó nha, đó thực hành một cách liên tục đều đặn đó. Thì suy nghĩ là ngoài hai cái yếu tố mà để tăng trưởng lòng tạm quý đó, cần phải thêm bốn cái pháp bổ trợ này nữa, thì cái nhân đó, có nghĩa là cái trạng thái tạm quý mình đó, nó mới mạnh. Thì khi mà tạm quý quý vị nghe mà mạnh nha, xin nhấn mạnh nha, tạm quý vị mạnh nha, thì xin thưa thì khi đó đó là cái giới quý vị đó, cái điều kiện giữ giới đó, là cái nhân cái nhân mình, cái trạng thái giữ giới quý vị đó, nó mới được phát triển, nó mới được tăng trưởng. Tại sao sẽ nói điểm này? Tại vì cái nhân cận mà để phát triển giới đó, là gì? Là từ tam quý, thứ vị. Trong thanh tịnh đạo nó rất là rõ, trong thanh tịnh đạo đạo nó cực kỳ rõ vấn đề luôn. Nó là cái nhân cận mà để có để là giữ sát, không sát sanh, không trộm cắp, không người tâm bị tà dâm, không nói dối, không uống rượu đó, không nói đâm thọc, không không tham ác, không sân ác, không tà kiến ác đó, không dính vô ngũ giới và 10 cái bất thiện nghiệp những cái giới đó, những cái giới trung quy, là có được cái nhân giới giới trong sạch là từ cái tam quý. À, cho nên là cái tầm quan trọng là như vậy ha. Dạ, cũng xin kết thúc cái phần trả lời câu hỏi này.